Các bác đang có một khuôn viên đất ở quê muốn làm một công trình từ đường và nhà ngang nhưng mà diện tích đất không đủ thì hôm nay từ đường Kisato muốn dẫn các bác về Cẩm Giang Hải Dương để tham quan một mẫu từ đường 2 tầng, bên dưới thì làm công trình nhà ngang để ở và bên trên là công trình từ đường bằng gỗ để thờ cúng. Thì đây là một cái giải pháp tuyệt vời với diện tích đất vừa phải để các bác có thể xây dựng được cả công trình từ đường và công trình nhà ngang nhé xin mời các bác cùng em về Cẩm Giang, Hải Dương tham quan thôi à. Công trình thì được bên em thi công khoảng hơn 3 tháng rồi và bây giờ đang gấp rút vào giai đoạn hoàn thiện cho công trình từ đường gỗ ở phía bên trên. Công trình từ đường gỗ này rất là đặc biệt các bác nhé, gồm hai tầng mái với kiến trúc rất là độc đáo lối cầu thang đi lên từ hai bên và công trình này còn có cái điều đặc biệt nữa là có cả thang máy để gì ạ nếu mà các bác có bố mẹ lớn tuổi thì hoàn toàn là có thể đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 2 mà không phải đi cầu thang bộ cho thuận tiện đặc biệt là những ngày mưa gió các bác nhé và em xin phép là chia sẻ về kích thước của công trình để các bác cùng nắm được công trình thì hiện diện trên một khuôn viên đất rất là rộng lớn với kích thước của khổ đất rơi vào chiều ngang là hơn 20m Và chiều sâu là hơn 30m à, Tổng diện tích là hơn 600 m vuông các bác nhé Thì à, khi mà bác chủ đầu tư Là bác Tuấn Và Em trai của bác là bác Tiệp Có tìm đến từ đường Kisato thì rất là mong muốn từ đường Kisato làm sao Kiến tạo một công trình từ đường Độc đáo ở trên cái mảnh đất quê hương Của hai bác Làm sao phải đầy đủ tiện nghi công năng Để khi con cháu về thì có một nơi thờ cúng ấm áp kết hợp với nơi ngủ nghỉ tiện nghi, đặc biệt là có khu vực thang máy để trong cái quá trình mà sử dụng thuận tiện cho những người lớn tuổi. Thì các bác có thể tham quan thì bên em đồng bộ toàn bộ phần kiến trúc từ cổng hàng rào, không gian sân vườn tới kiến trúc của công trình từ đường, nhà ngang. Thì mấy hôm nữa thôi sẽ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục và sau khi công trình xong thì bên em sẽ review lại cho các bác chắc chắn sẽ là một công trình cực kỳ nổi bật ở khu vực Cẩm Giàng Hải Dương các bác nhé với đề bài cũng như quy mô tính chất mà bác Tuấn cũng như bác Tiệp đưa ra trên cái diện tích đất 600m2 cái việc bố trí vị trí công trình ở đâu làm sao cho hợp lý thứ nhất là đầy đủ công năng như các bác mong muốn thứ hai nữa là gì ạ thông thoáng bốn mặt thứ ba nữa là có không gian sân vườn rộng rãi thì cái giải pháp từ đường hai tầng là một giải pháp tuyệt vời các bác nhé Và bên em sẽ bố trí cái lối lên cầu thang ở hai bên Thì khiến cho không gian sân ở phía đằng trước cực kỳ rộng rãi Thì em xin phép là chia sẻ về kích thước công trình để các bác nếu có diện tích tương tự thì cũng có thể tham khảo Với chiều ngang công trình là trên 20m Thì bên em bố trí diện tích chiều ngang tầng 1 là hơn 18m Rơi là 18m 52 Và chiều sâu của công trình thì có kích thước rơi vào khoảng 16 à 10 m6 các bác nhá. 10 m6. Tức là tổng diện tích sẽ rơi vào 190 m2, 190 m2 cho sàn tầng 1. Ở dưới tầng 1 này thì bên em bố trí khu vực phòng khách, khu vực bếp, cộng ăn và hai khu vực phòng ngủ. Và cái điều đặc biệt ở không gian tầng 1 này là có một cái khu vực cầu thang xoắn để đi xuống khu vực tầng hầm để ạ à, chứa các cái loại rượu quý mà hai bác sẽ để đây để tiếp những khách quý khi đến với ngôi tử đường Đấy, cực kỳ tuyệt vời đúng không các bác lên trên không gian tầng 2 thì chiều ngang bên em thiết kế là 16m7 và chiều sâu là 10m33 tức là rơi vào khoảng trên 170m2 với diện tích không gian tầng 2 thì tầng 2 thì các bác có thể quan sát trên flycam thì bên em bố trí rất là hài hòa để làm sao sau khi công trình từ đường xong thì vẫn có khoảng không để đi lại ở hai bên và đặc biệt có một cái khoảng không gian ở đằng trước rộng rãi để làm một cái khoảng sân tại vì nếu mà chúng ta chỉ lên từ đường và chúng ta không có cái khoảng sân giữa hai bên và phía đằng trước ấy thì nó mất đi cái sức điện nghi điện nợ trong cái việc chúng ta sử dụng các bác nhá lên trong quá trình thiết kế thì bên em đã tính toán hết để làm sao toàn bộ về mặt giao thông thuận tiện cho cái việc công năng sử dụng đối với công trình từ đường thì toàn bộ làm bằng chất liệu gỗ lim lam phi và các bác có thể thấy là gì ạ? Các bác thợ bên em thì đang tiến hành lắp lốt về cái phần đòn tay. Thì uh, sự khác biệt của từ đường Kisato so với những đơn vị khác là bên em đồng bộ giữa thiết kế và thi công chọn gói thì rất là nhiều. Họ đơn vị họ chỉ làm thiết kế hoặc họ chỉ làm thi công không thôi. Thì dẫn đến là gì ạ? Có thể nếu không làm về thi công thì bản vẽ thiết kế ra sẽ không thể thi công được. Đó, tại vì các bác ấy sẽ không hiểu ở các cái kiến trúc cũng như các cái cách thi công thực tế vì cái công trình từ đường nhà thờ họ sẽ là một công trình đặc thù so với các cái công trình dân dụng khác các bác nhá nên cần phải có kiến thức thi công để thiết kế làm sao nó sát sườn nhất và đồng bộ được trong quá trình thi công còn nếu mà chỉ làm thi công không thì rất có thể sẽ không tính toán được tất cả các yếu tố dẫn đến có điểm mù và khi lên công trình về mặt thẩm mỹ về mặt công năng nó sẽ không cân đối không hài hòa và không đẹp theo cái mong muốn nguyện vọng của gia đình. Vì vậy các bác cần phải chọn một đơn vị đồng bộ giữa thiết kế và thi công. Thứ hai nữa là bên em có đội thợ thi công chuyên nghiệp, không chỉ từ các cái bác thợ mộc, các bác thợ nề, thợ đá, thợ hoa văn mà còn từ đội ngũ giám sát đến đội ngũ quản lý được đồng bộ hết với nhau. Để vì uh, bác tuấn bác tiệp chia sẻ rằng là các bác ở trên hà nội không có nhiều thời gian thì mong muốn làm sao tìm được đơn vị tốt để mỗi lần về chỉ cần nghiệm thu theo giai đoạn thôi và ở đây thì các bác cũng có thuê thêm một bác giám sát trực tiếp công trình Nên trong cái quá trình bên em làm việc rất là thuận tiện bên em khác với đơn vị khác là đa phần là các đơn vị sẽ chạy đi chạy lại và chủ yếu để thợ ở dưới đấy làm thôi nhưng bên em từ lúc khởi công cho tới lúc bàn giao sẽ có một kỹ sư giám sát trực tiếp ở đấy để gì ạ nghiệm thu vật liệu và làm các cái biên bản nghiệm thu giai đoạn với giám sát của chủ đầu tư hoặc là trực tiếp với chủ đầu tư nên các bác hoàn toàn yên tâm về cái việc là chất lượng công trình luôn luôn được kiểm soát trong quá trình thi công các bác nhé đó thì bên em mong muốn là làm sao hướng đến cái sự chuyên nghiệp bài bản vâng quay lại với công trình thì em xin phép chia sẻ kích thước của công trình từ đường với chiều ngang là hơn 10 mét và cái chiều sâu nó rơi vào khoảng gần 7 m các bác nhá Đấy, 70 mét vuông cho mặt bằng của công trình từ đường bằng gỗ lim lam phi rồi các bác có thể thấy đây là một công trình từ đường ba gian nhưng mà rất đặc biệt khi có hai tầng mái và để một công trình này có đẹp hay không ấy, ngoài cái việc là thi công chuyên nghiệp ra thì cần phải tính toán làm sao các cái hình khối khi công trình lên nó phải cân đối hài hòa với nhau cân đối giữa gì cái không gian tầng 1 tầng 2 cân đối hài hòa giữa các cái đường nét về phần kiến trúc để toàn bộ mọi mặt nó ăn nhập với nhau nên cái yếu tố về thiết kế và đội thợ thi công chuyên nghiệp cũng như quản lý thi công chuyên nghiệp là cái yếu tố kiên quyết các bác cần phải chú trọng nhé. thì bên em thì có kinh nghiệm làm rất là nhiều các công trình từ công trình từ đường ba gian hai mái cho tới những công trình từ đường phức tạp giống như công trình của bác tuấn ở đây và có mặt tại cả miền bắc miền nam miền trung nên các bác hoàn toàn yên tâm các bác có thể tham khảo rất là nhiều những cái mẫu mà bên em đã chia sẻ rồi đấy là cái lợi thế khác biệt và rất là mong muốn là được phục vụ các bác ở trong tương lai nếu mà các bác có bất kỳ các cái câu hỏi gì hoặc là lăn tăn xem là với giá thành như này tôi có làm được từ đường như này không thì cứ comment xuống bên dưới thì bên em sẽ chia sẻ những cái mẫu từ đường bên em đã hoàn thiện để các bác xem nhé và quan điểm của em ấy là nếu các bác có điều kiện lên thuê những đơn vị chuyên nghiệp làm thì các bác sẽ có một công trình tuyệt vời tại vì từ đường chúng ta không thể sửa đi sửa lại và đã xây rồi thì là gì vậy? chúng ta cố định đúng không ạ rất là nhiều bác là sau khi xây xong thì rất là lăn tăn chăn trở muốn đổi cái này muốn đổi cái kia nhưng mà đã quá muộn rồi nên quan điểm của em các bác bỏ một chút ra để thuê thiết kế và thuê đội thợ Thì công chuyên nghiệp chọn gói thì các bác có một công trình tâm linh đời đời để con cháu tưởng nhớ và cái lợi thế của công trình từ đường hai tầng này như vừa rồi các bác biết là những cái mùa bão hoặc là lụt đúng không ạ? Thì hoàn toàn là chúng ta yên tâm khi dạ trên tầng 2 sẽ không bị ngập đó, và không ảnh hưởng đến chất lượng gỗ các bác nhé. Còn đâu ấy về phần vật liệu thì các bác có thể thấy là toàn bộ các cái khu vực cầu thang lên xuống và hàng cột thiên của công trình từ đường thì bên em làm bằng đá xanh thanh hóa rất đẹp. Kết hợp vào đó là gì ạ? Dạ cái hệ bậc thì sau này công trình hoàn thiện xong thì các bác sẽ nhìn tổng thể về quy mô nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với hiện trạng mà đang thi công phần thô như thế này. Nhưng mà thông qua phần thô này, các bác có thể đánh giá được về tay nghề khi các bác có thể quan sát được cơ bản về mặt hình khối cũng như về kỹ thuật thi công về phần thô của bên em. Và rất là mong muốn là trong thời gian sắp tới thì được phục vụ các bác trên 63 tỉnh thành và các bác cùng ngắm lại một lần nữa công trình này. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ bên em chia sẻ nhiều mẫu mã từ đường nhà thờ họ để các bác tham khảo nhé. Xin chào hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ tiếp theo Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước với đội ngũ thiết kế và thợ thi công ngành nghề, dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới và hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp nhanh chóng bên cạnh đó phương châm làm việc từ tâm và lưu giác đẹp, đẹp truyền thống dân tộc chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm lấy tốc độ làm thước đo lấy công nghệ làm bàn đạp cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng tinh tế về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường ba gian hai mái từ đường ba gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ Đinh, từ đường chữ Quốc, từ đường chữ Nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với những vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công chọn gói đồng bộ cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ làm đẹp từ tâm.